Xin mến chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác cùng các bạn Việt Nam thân mến. Ngày hôm nay quý vị đã đi khu du lịch núi Bà Đen ở xứ Tây Ninh chơi đó. Đó quý vị, đây là con đường dẫn vào nè. Đó, chút xíu nữa ha, nhà sẽ đi gửi xe máy rồi đi vào bên trong. Nó ngay chỗ cổng chính núi Bà Đen á, để mà ghi hình cho cô chú anh chị xem ha. Rồi, cô chú anh chị xem nè. Ở đây á, nó có một cái bảng chỉ dẫn. Nó để là đi quẹo bên tay trái là về Sài Gòn đó quý vị. Còn đi thẳng là khu du lịch Long Điền Sơn ha, 6 cây số nữa. Wow. Đúng là xứ Tây Ninh ha, không chỉ có núi Bà Đen mà nó còn có khu du lịch này nọ nữa. Ok. Rồi, ngày hôm nay ha, nhà sẽ coi như là cùng cô chú anh chị đó khám phá xứ Tây Ninh. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chạy đi vào phía bên trong núi ha quý vị. Rồi quẹo. Nghe cái ngã tư nè, nhà có thể quẹo lại ha. Đó vậy thấy không? Quá vui thiệt chứ. Ok, quẹo trái qua thôi bà con ơi. Ok, quẹo trái qua ha. Rồi, đây là con đường dẫn vào núi Bà Đen nè quý vị. Đó vị thấy không? Khá là đẹp luôn. Núi Bà Đen xứ Tây Ninh ha. Trời đẹp quá ta ơi. Đó, wow. Đó vị thấy không? Hai bên đường ha. Đó, hai bên đường, cái đoạn đường đi vào bên trong núi đó vị, nó khoảng 2 cây số thì có rất là nhiều quán, người ta bán trái cây nè, nhang hương này nọ. Đó, rồi những cái quà lưu niệm khác đó quý vị. Rồi thêm mà có đặc sản xứ Tây Ninh nữa. Đây, còn đây là nhã đây. Đó, nhã đi ghi hình cho cô chú anh chị xem á, cảnh ở trong núi Bà Đen ha. Năm 2018, đây là cái đường dẫn vào đó quý vị. Wow. Đúng là thời tiết đó, những cái ngày cận Tết ha thì rất là thích hợp cho cái việc mà đi du lịch, ghi hình cho cô chú anh chị xem á. Wow, còn đây là cái cảnh đường dẫn vào núi nữa quý vị. Ồ, mẹ chở con đi núi Bà Đen chơi đó. Ồ, bên đây có quán lẩu quá chừng nè. Bán cơm, lẩu, chay mặn. Nó ăn chay với mặn được hết đó quý vị. Rồi cà phê, kim phúc. Nè quý vị xem nè, cái cảnh ở đây ha. Đó, người ta chở mảng cầu đó quý vị. Bỏ vô cái thùng á. Đó, bỏ vô thùng rất là lớn luôn ha, để mà bán cho du khách. Wow, vui quá hả quý vị. Đấy, còn đây là nhà đây. Đó quý vị thấy không? Wow. Hấp dẫn quá. Bên kia người ta mua bán cầu nữa thôi. Công nhận ha, bán cầu ở đây rẻ lắm quý vị, chừng cỡ đâu có 15.000 đồng ký à. Nó tùy theo cái cửa hàng người ta bán, nhưng mà nhã thấy là giá có vài chục nghìn ký thôi, rất là rẻ luôn. Đó vị thấy không? Ồ, cái cây mãng cầu đó vị, nó phía bên đó là cây mãng cầu á, nó người ta trồng rồi người ta đem ra ngoài đường ha, dẫn vào núi để mà bán luôn. Đây, còn đây là cái vườn sầu đây. Bởi vậy khi mà nhã ghi hình đó vị, những cái cảnh đẹp miền quê ha, thì nhiều người hỏi nhã xứ Tây Ninh nó có đặc sản gì. Đó, nó có đặc sản mãng cầu quý vị. Ồ, đây cũng đẹp quá chừng nè. Ồ, đẹp quá chừng ha, với vườn hoa nó khá là đẹp luôn. Người ta chụp hình để mà coi như là thu phí đó, vì thấy không, đẹp, một cái điểm mới ha. Rồi bây giờ chạy qua khu vực này, chỗ này gọi là Happy Garden. Đó, Happy Garden hả quý vị. Wow, rất là sáng tạo luôn. Đây, đây là nhã đây. Ok. Rồi, đi tiếp vào núi ha. Núi Bà Đen, xứ Tây Ninh. Đây có quán ăn gì nữa nè. Đó, vị thấy không? Quán ăn Năm Dầu, bán cơm phần dĩa, điểm tâm sáng, hủ tiếu này nọ ha. Đó, còn phía bên kia đó vị, là cái núi Bà Đen á, thấy không? Rất là cao luôn. Muối tôm bánh tráng Thái Nguyên. Hay quá. Nè,
đây là con đường nè các bạn, con đường dẫn vào trung tâm của núi ha, quá đã đời, mê lắm quý vị ơi. Đó, coi như là Núi Bà Đen đó quý vị, đông nhất ha vào cái mùa tháng giêng đó, vào cái mùa Tết âm lịch á, thì người ta tranh thủ đi viếng bà, nó viếng bà ở trên núi cao, ở độ cao chắc khoảng đâu hơn 300m đó quý vị, thì có cái chùa ha, chùa bà đó, chùa bà đen. Ồ, đây có Hoàng Ngọc Bảy Nga Tây Ninh nữa quý vị, một cái loại trà nổi tiếng ha, nhà nghỉ Tú Trân. Ồ, vừa có quán ăn vừa có nhà nghỉ luôn, rồi quán ăn Nghi Linh. Năm nay á, thì nhìn thấy là nhiều quán ăn hơn so với mọi năm đó quý vị. Đó, quý vị thấy ông đường dẫn vào trong núi ha, khá là sạch sẽ. He 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 he, đây đây, Nhã đi ghi hình đây. Đó, quý vị thấy không, một cái con đường ha, lót lộ dầu đó, rất là lịch sự luôn. Wow, có cái anh bạn đó cũng đi du lịch đó quý vị. Nhã nhìn thấy là những cái liều ha, bạn đem theo để mà có thể vào bên trong núi cắm trại được. Wow, còn đây nè quý vị, sắp tới rồi nè. À, sắp tới rồi đó, sắp tới chỗ cổng chính ha của khu du lịch Núi Bà Đen đây rồi. Bãi giữ xe ô tô, xe hai bánh. Ồ, có 8.000 đồng chiếc xe máy hả vì ơi, rẻ. Ồ, có cái cổng chính nữa vậy đó vị, thấy không, một cái cổng chào ha, người ta làm khá là công phu, đẹp quá ta. Tết phát tài xưng đắc lộc đó. Ồ, quẹo ngay giữa đi. Ừ, cờ người ta treo nè, khá là nhiều ha. Đó vị thấy không, hấp dẫn ha. Wow, quá chừng cờ đây, con đường thì sạch sẽ. Phía bên kia á vị nè, phía bên đây nè là cái chỗ bãi giữ xe cho xe ô tô rồi đó. Đó vị thấy không, xe 4 chỗ trở lên. Còn ở đây là có khá là nhiều bạn trẻ đi vào đây để mà chụp hình kỷ niệm đó quý vị. Ồ, đây có con chó nữa nè, đó quý vị thấy không, một cái con chó ha, khá là dễ thương. Đây, đây là con chó đây đó, có hoa có chó này nọ đó, đó quý vị thấy không, quá đã đời ha. Ồ, hấp dẫn quá quý vị ơi. He he he, đây là Nhã đây đó, Nhã đi ghi hình cô chú anh chị xem. Phía trong quý vị có khá nhiều bạn trẻ đó, đang coi như là chụp hình này nọ ha. Đó, bởi vì họ làm cái cổng khu vực này quý vị, đẹp quá. Đó, ok, ra bây giờ chạy tiếp ha, chạy tiếp tí xíu nữa rồi mình sẽ mua vé đi vào cái cổng tút bên trong ha quý vị. Đó quý vị thấy không, nó cái cổng ở chỗ Núi Bà Đen á, đẹp lắm quý vị ơi. Ok, ok. Ồ, bên đây là chỗ bán vé nè. Ồ, bán vé hả, có lẽ bây giờ ha mình đi gửi xe rồi sẽ đi vào tham quan hết vậy. Nhã sẽ cố gắng ha, Nhã ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Ok rồi, đi kiếm chỗ gửi xe thôi quý vị ơi, kiếm chỗ gửi xe ha. Ồ, à hì hì, đó quý vị thấy không, cảnh ơi Núi Bà Đen ha, công nhận đẹp quá. Núi Bà Đen xứ Tây Ninh. Ồ, hoa ở đây đẹp quá nè quý vị, hoa cỏ mùa xuân ha, hoa cỏ mùa xuân đây rồi đó quý vị thấy không, khá là đẹp. Ok, rồi Nhã xin cảm ơn ha cô chú anh chị rất là nhiều.
đã dõi theo những cái video khám phá về du lịch của Nhã. Nếu mà cô chú anh chị thích video thì vui lòng ha nhấn nút subscribe ở phía bên dưới video để mà nhận được video mới nhất nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Ok.